lẻ gì? Đâu có khoe lẻ đi bà, con không có quay vô trọng được. Trời ơi, con sống không vậy, thả đi đi. Thích nhắc. Trời con cá. Chết. Còn mấy đuôi, còn mấy đuôi. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Quỳnh Như đây. Còn đây là... Hello mấy bạn nha, mình là Quỳnh Như nè. Ok mấy bạn ơi, thì bây giờ cũng gần chiều rồi, cho nên tụi mình sẽ quyết định là đi mò ốc nha. Cũng rất là lâu rồi tụi mình không có mò ốc để mà làm một cái món ăn gì đó dân dã gửi đến các bạn. Mà bữa nay đi mò ốc là hai tụi mình sẽ mặc áo bà ba nha mấy bạn. Ý là mới đi ra trời nắng chút xíu mà mệt ghê luôn mấy bạn. Để đi kiếm cái mương nào có ốc mò coi. Đi lấy cái giọt đi heo vớt luôn ha. Bây giờ để lấy cái giọt đi heo vớt nha mấy bạn. Ơi, ok, tới liền, để đi qua mày. Mấy bạn thấy mình men dớ ghê không? Đó, không biết phong cách gì nữa, để đi qua đây nha. Đâu Như? Ok. Đâu? Từ từ, tới liền mày ơi. Ok mấy bạn ơi, trời nắng hay là trời mưa hay trời mát gì, mấy con ốc này nó cũng thích phơi nắng, nó nổi lên. Tại vì ở đây có rau muống nhiều nè. Nè Như. Khoan đi, dớ con ở đây trước. Mới đi bộ qua đây chút mà mệt ghê luôn. Nè, mới sửa cái giọt nó gách nữa rồi nè Như. Ê, vậy tao sẽ đi túi rồi kia tao quay lại ha sao. Ừ. Nè, ra chưa Như? Nè gỡ đi. Tại dớt đang cá Như. Ồ, đây có con ốc. Đang con đó nè Như. Ok Như. Đâu rồi? Tao làm rung nó không? Nè Như. Như cứu. Thôi để tao mò xuống luôn. Rồi, được rồi nè. Thôi tao sẽ đi đường kia tao lỡ xuống. Nè, lấy lên. Ok. Cái này chỗ này có rau muống dễ có ốc lắm á. Đúng rồi. Kìa, hai con kìa. Đâu Như? Đó. Đây đúng không? Đúng rồi. Hả nha? Bên nhà, bên kia đó. Chỗ nào? Bên kia đó. Đâu đây? Đâu? Kìa. Đâu? Rồi, để tao đâu? Đâu? Nước lạnh quá, để tao đeo xuống cho. Wow, nước lạnh quá. Nè Như. Đây nè. Ủa, cái mương gì hết trộm vậy? Như, mày lấy ra giùm tao coi. Nè Như. Đâu? Nè. Ôi, bự quá vậy. Ờ, ngon không? Ngon. Quá đã luôn, giục cái giọt lên đây luôn. Rồi leo xuống luôn. Mày leo xuống không nổi đâu, tao sẽ lạnh cái đùi đó quá mẹ. Lạnh không? Lắm. Lạnh lắm không Như? Trời này trời lập đông rồi mấy bạn. Để mình leo xuống luôn nha. Trời ơi, còn ốc chết. Lạnh dữ mày. Sao nó lạnh lắm. Ê, con cua. Từ từ. Mới đây, có hôi buộc xích quá Như nha. Thấy mẹ đây. Trời ơi. Wow, mới đây mà được 4 con rồi mấy bạn. Nội ở trên bờ vớt không cũng được nữa. Như nó phái mò lắm. Nó kêu á, lẻ đi mò ốc. Trời ơi, lạnh cái háng dữ vậy. Lạnh quá mấy bạn ơi. Đây Như, mình sẽ đi sao chết. Mình sẽ đi sao mình mò đít Như nha mấy bạn. Mình không có mò ốc nè, đít nó nè mấy bạn. Trời ơi, thôi đi mày. Sao giờ tao lạnh quá nè. Không, cái giờ của ai vậy? Quá đã mấy bạn ơi, lâu quá mới mò ốc lại nè. Chứ giờ này cũng chưa dám tắm đâu. Quá lạnh. Trong hang này có gì không đây? Quá ngon mày. Mò đi Như. Để tao mò. Ôi. Chút quay lại cái rổ ốc về mất tiêu. Tao lại đầu đẳng cho Như. Đi. Lên bờ đi. Lên bờ hay gì? Chứ cho tao mò hay gì? Đi. Hái đâu muốn không? Thôi, hái đâu muốn chỉ bà. Mày mò hai bên bờ đúng không? Cái gì vậy? Lạnh quá Như ơi. Sao bữa nay lạnh như vậy, bình thường lội xuống mương tao nói nó mát. Nó mát cái mình làm sao á. Mày giờ này lạnh quá mấy bạn ơi. Chút chắc lên hai đứa cảm luôn á. Có rau muống rồi sẽ có ốc hả? Yeah. Mình lội chắc chết cái đám rau muống này quá Như. Tao nghe mùi cá sặc đâu đây quá trời ta. Chút cá không? Chút cái mình bèo không.
lên bờ luôn. Để đi trên bờ nhìn thấy. Ủa mình cái giọt mình đâu rồi? Nó chìm hết rồi Như. Được nhiêu đó rồi đó mấy bạn. Nè mấy bạn ở trên bờ quan sát chứ vẫn thấy nha. Đây nè, một cặp luôn nè. Như. Nè Như. Ok, từ từ. Quá đã. Nè Như. Quá đã mày. Ngồi đây quan sát được nè, nó rong không mà nó dễ nha. Nó gọi là trú mình ở trong đây. Tại cái gì không ra muốn nó có rong. Rong mình đâu thấy được. Nè. Để vô. Ngon chưa? Mới xuống mương cái nước lạnh quá muốn giật bẻ rồi nè. Mày tính bành trướng nguyên cái mương này hay sao Như? Nè, thấy chưa? Đây có một con hay gì nè mấy bạn. Nó nổi nè, không biết phải không. Wow, một con. Cái này phải tinh mắt lắm mới thấy nha Như. Bởi vậy. Vậy mấy bạn nói sao mình đi bắt ốc và đeo mắt kiến, đeo cho thấy đường nha bạn. Chứ bình thường mắt mình không có thấy đường. Để mình lội xuống đây để mình gặp con Như. Rồi, chỗ này sao nhiều quá vậy Như? Ý là đang ngồi trên bờ. Ghê vậy. Một con chết, hai con sống. Nè Như. Mở công đi mò vậy này, mình vậy, khỏi mua hay như ha. Vậy nó vui. Mà nó được cái mát nữa. Mát không? Trời ơi cái quần đó nó lên bông bóng luôn. Mấy bạn nhìn đây là bông rau muống nè mấy bạn. Lâu lắm mà mình mới thấy rau muống này nè. Còn cái gì mà bông muống biển, cái gì vậy mày? Cái gì mà nước? Mò trúng con cá. Nó vừa chạy qua ngay đùi tao luôn á. Còn cái gì vậy? Nè Như. Nè cái trời ơi, ở đây mà nãy giờ không thấy. Lên đền luôn. Nè Như. Ghê ta. Trời ơi sình không vậy. Bữa nay Như có cái bữa nay gọi là cái gì à, có duyên rồi đó nha. Ngồi chỗ chỗ cái con gì. Như ơi sao chỗ này nó sâu dữ vậy Như. Nè mấy bạn nhìn đi. Nãy giờ hai đứa mình mò nè. Yêu đây là ngon rồi, được một bữa ăn rồi các bạn ơi. Ngon ghê chưa. Nè Như. Wow. Giờ trời nắng lên rồi nè mấy bạn ơi, mình cảm thấy hơi ấm áp được một xíu rồi đó mấy bạn. Thì lột ăn không? Rau muống này để dành nấu bún riêu nha Như. Nha ha, nha ha. Trời ơi, quá trời luôn Như ơi. Mò dưới sình á. Dưới đây sình non không rồi mấy bạn thấy không? Để chắc cái này ra bớt. Nước quá nước. Con nào con nấy bự chẻn thần luôn. Có con bụi rau muống mà mồi dưới mày cả ký rồi đó. Dạ vậy. Chứ gì nữa. Ốc bự mà. Mày đi qua rồi tao mò lại vẫn có nè. Quá dữ. Ây da. Trời ơi nó lúng sình mấy bạn ơi. Nó lúng sình mấy bạn ơi, cứu mình với. Bây giờ ngồi đây nó mát gì đâu á, mà chút về tắm chắc ra, chút chắc kêu con Như nó lấy mua tua nó xịt mình với bạn. Rồi, giống như là được rồi đó. Giống như là tắm heo vậy. Hết rau muống rồi. Hết chưa? Hết rau muống nhưng mà vẫn còn ốc. Đồ. Nhiều ghê chưa mấy bạn? Này là ốc bắt không à, chứ không phải là ốc mình mua mình thả xuống đâu, rong không nè. Ráng mai mốt đi mày đứa mày, hai đứa mình đi mò ốc này ra chợ bán mua vàng đeo Như. Đúng không? Ốc này cũng là mắc lắm. Hả? Wow. Để tao chắc nước ra bớt mày. 75.000 kg bán rẻ thôi chứ bình thường mua 90.000 kg đâu mấy bạn. Mai mốt qua mương bên kia mò bán ốc này, mò bán để mua đồ Tết mặc mấy bạn ơi, với lại có dư thì mua vàng đeo nha. Mệt quá. Hồi bữa mấy bạn hỏi mình sao chưa mò ốc đem ra chợ bán á, không có thời gian rảnh, với lại bữa mà tụi mình bắt ăn muốn hết rồi, để cho nó đẻ ra nữa rồi tụi mình đi mò nha. Mốt mà mua ốc mà bán ốc mà mua vàng đeo chắc lên báo luôn quá mấy bạn ơi. Con Như giờ kìa, tới giờ nó rồi kìa mấy bạn. Hà mã xuất hiện. Hà mã với trâu nước lạ phái xuống mương trầm nghịch lắm mấy bạn ơi. Như là hà mã còn mình là trâu nước nha.
Hết rồi mày ơi. Ở dưới mưa hôm nay cũng không có gì chơi với bạn ơi. Mấy con vịt bữa nay bị ăn thịt hết rồi. Mệt quá, mình sẽ leo lên bờ nha. Để mày lên đây đi. Quá mệt mấy bạn ơi. Dạ qua mương bên nào vậy? Mương nào? Giật bẻ cái chân rồi. Đừng 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 đừng. Giật bẻ. Trời ơi. Bẻ đâu? Bẻ cái giò. Đây. Trời ơi. Tôi nhớ hồi nãy bông cúc đẹp quá, giờ xanh mất bông cúc luôn rồi. Ngon quá ha. Nhờ. Mình quần còn hơn vịt quần nữa. Còn cái này là vịt lây hà mã quần. Chết hết cái bụi đâu muốn luôn rồi mấy bạn ơi. Rồi dở ra thở cái đi. Mệt quá. Mệt quá, mới làm đây chút xíu là mấy phút mà được 90 ngàn rồi nè mấy bạn. Cái ông kiếm tiền đâu có khó đâu mấy bạn. Một ngày mà mình mò 10kg là mình bán được 900 ngàn rồi Như. Đi mương khác mấy bạn ơi, để vớt đôi dép đem đi vô dẹp luôn. Giờ chân cẳng sình không rồi, hết mang dép luôn nha mấy bạn. Để đi kiếm con Như cái nha mấy bạn. Bây giờ nãy nó leo lên bờ rồi, nó chạy đâu mất tiêu rồi. Bây giờ mình sẽ đi kiếm nó nha. Mấy cái bương này nước trong quá, không có thấy ốc gì hết trơn á. Không biết con Như mập nó đi đâu mất tiêu rồi ta. Mày lú cái đầu lên cái coi Như. Rồi thấy rồi, đó chét bên kia kìa bạn, ở bển á. Để đi qua bển nha. Nè, mới bắt được có con mà ăn Như cầm lên trên đi nó không? Chơi một nồi luôn rồi. Để nó chìm. Ngon quá mấy bạn ơi. Bên đây tổ bự không à? Vậy hả? Chắc ít ai bắt bên này á. Tụi mình đi tới mương ranh đằng kia, mình đâu qua tới mương ranh bên này đâu ha. Đúng không, chịu không? Ừ. Trên bờ không thấy gì hết, lấy gì vớt. Nè mấy bạn thấy em ốc đang phơi nắng không? Nè, cận cảnh cho mấy bạn luôn nè. Trưa phải phơi nắng vậy đó. Thả ngửa vậy đó mấy bạn. Giống như là tiên cá vậy đó. Còn này là tiên ốc nha. Nè, thả ngửa vậy đó, dễ thương ghê không? Nè, bây giờ mình bắt nè. Rồi, khép lại, khép lại. Đó, sóng sánh lóng lánh mặt nước chưa? Ngon ghê không? Cái một chút Như lại nó mò tiếp. Đây không biết còn em nào không? Còn em ốc bự nè. Để anh đi Như. Nhìn nè. Nhìn non không luôn. Giờ kéo Như lên nha, rồi khỏi đây nó có muốn đi qua vườn bãi nó không đi nha mấy bạn. Ngồi lên. Ngồi lên hà mã. Hà mã con. Không có đem chìa khóa ha, nếu mà đi là chui lỗ. Chui con chó. Mua câu 8 nha. Rồi lấy con ốc cây đi. Rồi. Nổi không? Yeah. Ây da. Cái gì vậy? Đôi dép nè. Nhớ. Muốn lên tới trên chơi bắp chân. Trời ơi trời. Từ 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 bò lên. Từ từ để tao giúp đỡ. Thôi tự lên được luôn rồi. Té một cái tao tưởng đâu bể cái bàn tòa tao rồi. Đây vậy. Nổi nổi dễ thương quá nè. Nè mấy bạn, này là ốc con nè. Nhưng mà ăn ngon lắm ha. Nè, non nhịn ngon. Con cua ở dưới đây nè mấy bạn, mà không biết làm sao mình bắt nó được nữa nè. Chỗ này nè mấy bạn thấy không? Chảo tiêu. Đây, nó nằm trong đây nè. Bắt được con cua luôn nè. Nhớ. Nè. Nè, thấy không? Ăn luôn. Con cua này ăn cua sữa hả Như? Màu tím kìa. Ừ. Không. Vớt cua lửa. Cua lửa hả? Ngon quá hả? Bỏ vô luôn. Trời ơi, cua đồng. Tính ra nếu mà chịu đi bắt cua đồng là cái vườn cũng Như nhiều lắm. Ốc ở đây ngon quá ha. Nè Như. Trời ơi. Ồ nè Như. Trời ơi, bất tỉnh luôn. À. Ngon chơi bạn. Thôi đem đi vô dẹp bớt đi. Còn chắc lấy cái nồi bự bự rồi đi qua kia ha. Rồi bây giờ nó tới luôn rồi bạn, tới giờ ghiền rồi. Giờ nó tới đi qua vườn bên kia nó mò luôn. Mình đi với nó luôn. Ok mấy bạn ơi, nãy giờ mình với Như đã qua vườn bên này rồi. Bây giờ mình sẽ xuống luôn nha, nó ở dưới đây nãy giờ mấy bạn. Nói chung là thôi.
nó xuống đi, phóng kia đi. Khúc này có không? Không. Sao thấy ốc non không có vậy? Có hai con à mày. Ở này nè nè con cua non nè bạn. Thấy không? Nè con cua để non. Để lại khúc kia đi rồi mày xuống. Khúc này này mà dám can đảm đi bắt cua chứ ngon. Trong hang này không biết có cua hay rắn đây. Ngon. Ừ. Cái gì? Ghê không? Ghê không? Bà tiên ốc. Mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ xuống dưới nha. Thôi, cho nó chửi đi, mình chơi mấy bạn ơi. Phúc đằng kia đi. Chắc bữa nay bên này không có ốc nhiều. Mấy bạn thấy bèo này nó mới mọc lại không? Bữa con Nhữ quần chết hết rồi. Sao mày không cho tao xuống? Phúc đằng kia đi. Tao bị gần kia tao lội mình đánh nha. Mùa này là ốc non không rồi mấy bạn. Nè đây để mình vớt con cho mình mới giật. Dục bèo giọt ra rồi đó, nó có được con ốc non này nhưng mà ngon lắm nha mấy bạn. Mùa này ốc bự nó chết hết rồi, bìm bẹp nó ăn hết rồi mấy bạn ơi. Còn ốc non nhiều lắm. Bây giờ mình với Như sẽ mò tiếp nha, sẽ leo xuống dưới mò. Ôi chà, xíu nó té lòi bắn họng rồi. Trời ơi, còn nữa nó đắng chịu mấy bạn. Ok mấy bạn ơi, nắng vô cái mặt quá, bây giờ xuống mương cho nó mát nha mấy bạn. Nhớ. Wow, khổng lồ Như. Biết gì không Như? Sống lâu năm. Không có. Cái bị gì? Bò lại, cái này nó rụng xuống nè. À, từ từ Như ơi. Kỳ này ốc non nhiều quá ha. Giống như nó mới nở thì sao á. Cái rồi. Trứng hồi đợt bữa mình ấy nó nở. Trời ơi, quơ nhóc ở dưới tay nè. Ây da, mới đụng được con ốc. Mấy bạn coi nó chết nó nổi, thấy ghét ghê không? Dục lên. Trời ơi, ốc chết gì quá vậy? Qua đây không hợp phong thủy rồi mấy bạn ơi, ốc chết không à. Ốc chết không à Như? Mò sao trúng chim chép kìa. Chim chép của mày á. Mẹ trúng chim chép nè mấy cha. Hai con chim chép rồi đó. Nè, nè. Thấy cái này là phải có lòng kiên nhẫn. Đúng vậy. Trời ơi, con cho được niềm vui nè. Nè, thời tới hả? Thời tới rồi. Đã không kịp. Thời tới rồi, đã không kịp mấy bạn ơi. Tới thời rồi, không có con nào luôn, hết thời. Mò chim chép không trời. Chơi chim chép luôn. Mò không có con ốc nào, mò cái đít Như. Mò vào vậy. Sao qua đây ta? Chui qua được không? Không được. Trời ơi, mấy con ốc chết rồi. Bên này ốc non không mà nãy tao vớt bèo qua tao thấy. Rồi sao tao chui? Nhưng mày ổn đít mày tới chút. À đây là Như ơi. Cái gì cũng phải kiên nhẫn. Chui qua nè. Chui qua nè camera ơi. Yeah, trời. Ôi. Wow. Con Như đi trước mình, ở sau mình hửi sình không mời mấy bạn ơi. Để mình đi trước nó. Đi trước hay tao sai vậy? Đi mình đi trước bạn mình này, vẽ đường cho nó. Không? Từ từ. Càng quét. Để chống hết. Càng quét hết mấy bạn ơi. Người ta ai giờ thấy xuống nước cũng sợ hết trơn. Mình giờ xuống nước nãy giờ quen rồi chứ thôi lạnh thấy bà luôn á. Đúng rồi. Này quỳ bằng cái đầu gối với mấy bạn. Chứ mà mình mà đứng sững lên nó cao vậy nè. Cái mương nó cũng đâu có sâu lắm mấy hay Như. Ừ. Nè. Ủa sao? Ốc chết. Chết không vậy?
chết không rồi mấy bạn ơi. Trời ơi, uống không? Bây giờ mình đi, mình không đi bắt bìm bẹp nó ăn chết hết rồi như ơi. Ha. Wow. Trời ơi Như, mày đi trước ấy, cái nó rụng xuống á Như. Nó rớt mày mò phải không? Đúng rồi. Chứ tao có con tay, tao đâu mò dễ được. Có con tay khó mò lắm. Đừng nắm tay tao Như. Nè ốc nè. Ghê ta. Ghê hồn. Trời có lời khen. Bữa nay mò ốc có lời khen. Giúp chép, bây giờ mà giúp chép không luôn á. Đã ghê. Nè Như. Đó. Bữa nay ốc con không mà mấy bạn. Làm như bữa mình mò hết ốc bự rồi, ốc này nó mới nở ra nè. Mà mình nghĩ cũng thời gian cũng lâu ha Như ha. Ừ, cũng mấy tháng rồi. Chứ lâu lắm rồi mình không qua đây sao ốc bự chứ. Bây giờ mò chúng mình chết. Nè mày. Kệ, ăn cho chép luôn. Ăn hết. Chim chép rồi, nó ở dưới đây nè. Chim chép ở dưới sình non này là chim chép dữ lắm nè. Nè, chim chép nè. Không có ốc thì mình ăn chim chép luôn. Mình giống chú Tể muôn loài quá. Trời ơi, nguyên bài cá luôn hả? Ăn thì cũng hết. Hết rồi, khúc này hết rồi. Qua bên kia. Bữa nay chim chép non dữ ta. Ừ. Làm như giống như có mùa. Đang sinh sôi nảy nở dưới. Gặp hai bà Như cái thôi. Chết sướng hơn. Mệt quá nói không nên lời. Trời ơi, ngồi đây mà cũng bay được con ốc vô tay nữa nè Như. Trời ơi, mày đi ngang nó rớt. Mày đi ngang nó rớt lại, tao ngồi đây tao hứng. Trời ơi, siêu khổng lồ má ơi. Bự chà ba hát. Vậy là mình ngồi chỗ. Trời ơi, con cá nó vừa bò qua cái giò, nó vừa bơi qua cái giò. Hai mình với Như làm lên bọt ghê quá các bạn ơi. Trời ơi. Siêu khủng luôn. Này chịu khó đi mò chim chép dữ luôn á. Nãy giờ có mấy con chim chép nào ta không bắt á, tại nhỏ quá. Trời ơi quá trời luôn Như. Đi tới Như. Nó rụng xuống nè Như. Ừ. Mình làm nước động đằng này nè. Đấy. Ui 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 ui. Tiếp tục một cái mương nữa nha các bạn. Tính về rồi nhưng mà hơi tham lam. Tụt xuống thôi, tiếp. Thôi trả đi má ơi. Có không? Rồi xuống luôn. À trả đi. Xuống luôn. Mày mà bị vậy cái tao ăn hết luôn á. Ăn tao hả? Ừ. Xuống luôn. Tới rồi mấy bạn ơi. Quần cho đục nước chơi cho có chị có em vậy chứ nhiều khi cũng không bắt được nhiều. Mà vậy nó vui. Chứ đứa trên bờ đứng lên ngồi xuống mệt quá chút tới huyết áp luôn á. Vậy nó vui nè. Thà quần về kia không có cái nó nản nó vậy. Chứ nó bắt hoài mấy bạn. Trời ơi. Biết nãy mình trước khi mình qua đây mình lấy cây mình chọt cho rụng hết đặng mò cho dĩa. Đi hết chỗ này là về nè. Đi. Rồi về. Chỗ này không có. Rồi lên. Về. Lên. Lên. Đi lên chỗ kia nó dễ hơn. Ok. Về. Về nha. Về thiệt á. Chúng ta về chơi. Chỗ này không có có. Không có rồi. Nè có nguyên cái lựu đạn nè. Bụng. Chỗ này không có ốc gì nhiều á. Thôi Như ơi, vài bữa nữa đi đi Như ơi. Tao thấy rồi, nè biết gì không? Ốc non không à, nè mấy bạn. Thấy con ốc con không? Nè Như, ốc non không à. Ừ. Vài bữa nữa mới có ốc. Thôi đi, về. Vài bữa nữa qua đây làm. Qua đây chừng nửa tháng nữa qua đây là mò là nhóc ốc luôn á. Đang chuẩn bị bự. Cái gì mà ốc con trong cái quần không vậy? Trời ơi, mình nó láo không? Nè Như, ốc con nó nổi lên bà luôn nè. Ừ, vậy. Sao giờ bắt ốc con về nuôi luôn không? Thôi má ơi, về. Mày đợi cái mùa bèo sao đi. Ừ, giờ nhớ nè. Quá rồi nè. Nè. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Thôi đi lên. Vài bữa nữa qua bắt. Đi về. Mày lên đi, lên mày ngồi hoài đi. Lên.
lên đi bán nước xịn nãy rút vô, không tốt cho cơ thể nha các bạn. Ok nè, về phải đợi được một con nó mới lên. Cút chấp cứng đầu, đi lên đường kia cho nó mới dễ. Tao lấy trái dừa tao chọi mày giờ. Điều lên. Trời ơi mấy bạn nhìn nè, ốc non nè, thấy không? Mình nói có láo đâu. Trời thôi đi luôn. Mày đi mày đạp chút nét ngúa hết giờ. Lên đi. Mùa này đang có ốc non nha, vài bữa nữa mình bắt cho mấy bạn té ngửa chơi. Nhưng nó chui qua cây cầu kìa. Mày leo lên chưa mày? Đi lên nè. Lên nè. Dừa ơi, cái gì? Cái con nhóm lên đâu mày? Cái gì vậy? Đĩa gì? Tao quất ra lẻ đi bà, con không quay vô trọng được. Trời ơi, con sáu con vậy thả đi đi. Thích nhắc. Trời ơi, con cá. Chết con còn mấy đuôi, còn mấy đuôi. Trời ơi, con cá gớt vô đó chết ngắt luôn mấy bạn ơi, thả nó đi. Còn còn được mày ơi, còn sống bơi đi rồi. Chết rồi. Hèn chơi cái gì không? Tao khóa cửa nghe nhảy sột 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 cái gì trong đây nè, tao không dám mở. Thôi giờ tắm đi ngứa quá mấy bạn ơi. Cái bụng mày giờ ngứa quá nè, mấy bạn coi thành phỏng nè. Nè ngon chưa, ngon chưa? Có một cô ở trọng á. Vậy hả? Mày hồi vô nó ấy cái tay mày. Ngon ghê chưa? Chắc nước ra cho mấy bạn coi. Trời ơi nguyên nồi luôn nè. Nhiêu đây mấy bạn nói mấy ký? 2 ký đúng không? 4 ký mày. 2 ký à. Có con cua kìa, thả nó thả đi nè. Vậy bữa mình bắt cua rồi, thả nó ha. Nè, cua kình nè các bạn. Nguyên mâm cua, trời ơi, nó sắp chết ngay ngóc. Nó chết ăn luôn. Hà kìa. Kìa, con cá của mày nó ngáp ngáp, giờ nó cứ bơi bơi ở đây nè Như. Trời ơi, con cá nó rớt vô cái nó ngáp ngáp luôn các bạn. Như nhìn nó kìa. Giờ nó lên nó thở oxy rồi kìa. Vô đây thở hết nổi rồi. Con cua này thả nó đi đi mấy bạn. Trời ơi mấy bạn nhìn nè, mới bắt có một mớ hà nha mà vậy đó. Nãy qua bển lội con cái mương chứ nhiều nhiều he. Mà coi như lội nhiều không à. Mình quay không có bắt được nhiều mấy bạn, nhưng mà bữa nay mình cũng thấy mình giỏi ghê luôn. Mình bắt cũng được nhiều hơn hôm bữa mình bắt đó mấy bạn. Chắc là bây giờ chắc tụi mình sẽ làm gì mấy bạn biết không? Kết thúc video tắm nha mấy bạn. Rồi mấy bạn hãy để lại bình luận cho mình biết là với cái số ốc này thì mình sẽ làm cái món gì nha. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Và cảm ơn Như Mập luôn đồng hành cùng mình trong mọi video bắt ốc nha mấy bạn. Tiếp xíu đường cá chích queo luôn mấy bạn ơi. Mấy bạn thích thích hai tụi mình mà làm những công việc mà dân dã thiên nhiên như vậy nè. Xình lên tới đây. Đúng rồi. Thì mấy bạn hãy cho hai tụi mình một like nha. Và mấy bạn hãy nhớ đăng ký kênh cho mình Như Vlog nha mấy bạn. Đầu cổ Như mới bị chồng quýnh. Như bà điên luôn. Thôi bây giờ hai tụi mình sẽ kết thúc clip rồi. Hai tụi mình sẽ đi tắm rửa nha mấy bạn. Bye bye. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Bye. Bye.